Nhưng mà con cái của mình đó, nó không có được tốt đẹp và trọn vẹn theo cái ý của Đức Chúa Trời.
và theo ý của mình đó. Đó là một cái nỗi buồn gia diết. Thành ra buổi sáng hôm nay anh chị hứa như vậy đi, là anh chị có bằng lòng hứa là sẽ cậy ơn của Chúa chăm sóc, nuôi nấng, trưởng dưỡng Thomas Mai lớn lên trong ân sủng của Chúa không? Ok. Anh chị có hứa là sẽ cố gắng cậy ơn của Chúa để sống làm gương, để cho con nó chưa biết đọc chữ mình nhưng nó thấy cái nếp sống và nó nhớ là cứ mỗi sáng chủ nhật là cha mẹ đưa nó đi nhận hàng trước khi nó biết đọc chữ. Ok. Chị ông Thảo ok không? Rồi. Sự nó nói lớn quá. Rồi bây giờ như vậy, mời hội thánh đứng lên. Nếu mà nó còn nhỏ mà tôi còn được. Ở trong nhà thờ đó, ở trong Kinh Thánh nói dân con khi nó dứt sữa nghe. Thật ra đừng có ai nói là phải dân con khi nó còn mới nhỏ nhỏ. Dân con khi dứt sữa là quý vị biết lớn lắm rồi đó. Cho nên không phải trẻ đâu. Thật ra quý vị bình tĩnh. Chị cho tôi bầu đi không sao đâu. Anh đưa cho tôi bầu. Bây giờ mình hiệp đến đầu nghiệp được. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, anh chị Mai Tùng, Hồ Phương Thảo là người tin Chúa mà Chúa ban cho anh chị có được cháu Thomas Mai rất là xinh đẹp và khỏe như thế này. Và anh chị muốn đem cháu đến đây một cách công khai để dâng cho cháu lên trước ngôi thiên của Chúa. Anh không phải là giao cho Chúa, anh chị không phải là giao cho Chúa mà cũng không phải là giao cho Hội Thánh. Nhưng mà anh chị muốn bày tỏ cái lòng ao ước và cái sự ký thác của anh chị, đó là anh chị sẽ muốn nuôi nấng cháu Thomas Mai cũng như Linh Anh và Dương lớn lên ở trong ân sủng của Chúa, lớn lên trở thành những người có khả năng không những là trụ và cột của Hội Thánh trong tương lai, nhưng mà là những người công dân hữu ích và đáng quý và làm gương cho cả cái xã hội đang đen tối này nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho anh chị. Trước hết là vấn đề hạnh phúc gia đình, vấn đề sức khỏe trong hôn nhân. Chúa ban phước cho anh chị trong công ăn việc làm. Chúa ơi, biết cho anh chị có được sự khôn ngoan, được sự hướng dẫn của Chúa để biết rằng là có những cái điều gì mình cần làm và những cái điều gì mình không làm, để cho vấn đề chăm sóc, nuôi dạy con cái ở trong lời của Chúa và đi trong sự dạy dỗ của Chúa là quan trọng vô cùng. Chúa cho để cho anh chị có thể ký thác điều đó, để có thể nuôi không phải chỉ có ba cháu này nữa, nhưng mà Chúa cho thêm thì anh chị sẽ vui vẻ tiếp nhận và có trách nhiệm và có sự ký thác và nhờ cậy Chúa để nuôi. Con cũng cầu nguyện Chúa ban ơn cho Linh Anh cũng như Dương để có thể thương em là Thomas Mai, để cho cả gia đình nó hòa hợp ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ban ơn cho Thomas Mai lớn lên không những về phần thể xác nhưng mà lớn lên về phần trí tuệ và tâm linh, hầu cho em sớm được biết Chúa và mở lòng ra tiếp nhận Chúa và thờ phượng Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cũng ban ơn cho Linh Anh và Mai nữa, Dương nữa, để rồi khi mà các cháu lớn lên các cháu cũng sẽ biết Chúa một cách sớm để mà mở lòng để tiếp nhận Chúa và thờ phượng Chúa. Chúa dùng gia đình này để có thể hầu việc Chúa. Và qua cái sự hầu việc Chúa đó là một cái cách dạy cho các con em của mình một cách cụ thể nhất. Và trong cái cách anh chị đối xử với tất cả mọi người trong cộng đồng niềm tin, đó cũng là những bài học dạy một cách sống động và rõ ràng cho con của mình ở trong nhà nữa. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn cho anh Tùng Mai, ban ơn cho chị Hồ Phương Thảo, để cho họ yêu nhau một cách chân thành, họ kính sợ Chúa một cách hết lòng, và họ hết lòng, hết trí, hết tâm để mà hướng dẫn lo dạy và cầu nguyện cho con của mình. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng Thomas Mai lên trước ngôi thiên của Chúa. Chúng con dâng anh chị Tùng Mai và Hồ Phương Thảo cũng như là Linh Anh và Dương lên trước ngôi thiên của Chúa. Và chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you. Sau đây xin mời cô thư ký lên đây để trao cho cái certificate. Tôi nói là nó không khóc luôn. Dạ rồi, thì chúng ta cho một tràng pháo tay. Có cái gì để lo sửa cho cháu.